Thưa quý vị, dịp nghỉ hè, trẻ em có nhiều thời gian vui chơi, nô đùa mà ít có sự kiểm soát của thầy cô hay gia đình. Do đó, trẻ cũng có thể gặp những sự cố tai nạn, trong đó có té ngã làm gãy răng. Trong trường hợp này, người lớn cần xử trí như thế nào? Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Các bác sĩ khoa răng hàm mặt Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành xử trí cho một trường hợp bệnh nhì bị bực răng khỏi ổ răng. Theo đó, bệnh nhi 9 tuổi trong lúc chơi bị trượt chân ngã đập miệng vào cầu thang. Sau ngã, trẻ bị chảy máu vùng miệng, mất răng cửa và được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương ngách lợi, răng 11 bực khỏi ổ răng, sang chấn răng 21. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấm lại răng 11 vào huyệt ổ răng, khâu tạo hình lợi, cố định răng bằng chỉ thép. Sau điều trị, răng của trẻ ổn định, kết quả chụp x-quang ổ răng tốt, trẻ đã được xuất viện. Các bác sĩ khoa răng hàm mặt cho biết, răng cửa là răng thường bị chấn thương nhất do tai nạn giao thông tai nạn sinh hoạt va chạm với vật cứng do trẻ ngã khi đang tập đi lúc chơi đùa rượt đuổi nhau chơi thể thao đá bóng do răng có vai trò thẩm mỹ rất quan trọng đối với khuôn mặt chưa kể nó sẽ làm hạn chế khả năng ăn uống phát âm ảnh hưởng tâm lý nếu bị gãy bật nên dù là răng sữa hay răng vĩnh viễn nếu bị tổn thương bật khỏi ổ răng cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị kịp thời một số lưu ý cho các bậc cha mẹ khi bảo quản răng bị gãy. Khi nhặt lại răng đã gãy văng, chú ý cầm thân răng chứ không cầm vào phần chân răng. Nếu răng dính đất cát dơ bẩn thì rửa dưới vò nước sạch, bảo quản răng rồi chuyển đến bác sĩ. Cách bảo quản răng là ngâm trong sữa không đường hoặc dung dịch nước muối sinh lý, natric chloric 0,9%. Việc bảo quản này giúp duy trì sự sống của các dây chằng nha chu. Nếu không có sữa hoặc dung dịch nước muối, có thể ngầm răng gãy trong miệng. Tuy nhiên, phải đảm bảo trẻ tỉnh táo và nhắc nhở trẻ tránh việc trẻ nuốt vào bụng. Thời gian vàng để cấm lại răng thành công là trong vòng 6 giờ sau gãy. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để kịp thời xử trí. Thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý khán giả có thêm những thông tin hữu ích cũng như cách xử lý đúng đắn kịp thời khi con trẻ không may bị gãy răng do va đập.